một ngôi nhà biệt thự như thế này. Chủ nhân là chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc và công ty cổ phần sữa Gafo. Anh còn là chủ tịch một chapter online lớn nhất Việt Nam. Cũng như vậy, anh còn là một chủ tịch hội doanh nhân trẻ ở thành phố Hải Dương. Và trong cộng đồng kết nối kinh doanh thì anh là một mắt xích cực kỳ quan trọng, nên có thể nói đây là hòn đá tảng. Vì thế một phòng thờ sẽ như thế nào và phòng khách ra làm sao thì hãy cùng theo chân vợ chồng tôi đến nhá. Ok, chuẩn bị chưa? Chào, đã chuẩn bị hết. Ngay lần đầu đến gặp thì em cảm thấy thế nào? Trước mắt là một cái tòa nhà sừng sững biệt thự như thế này thì cũng là một cái áp lực để mà set up cho một cái phòng thờ biệt thự này, thì đúng là mình cũng đang thấy là hơi áp lực đấy. Để xem cái kết quả như thế nào cả nhà nhé. Ok, trong mình áp lực thì mới tạo kim cương. Rồi, ok. Bước chân vào đầu tiên là phòng khách rất đẹp đẽ, trang hoàng với những đồ khảm vàng đẹp đẽ, lộng lẫy, gỗ, bàn đều được giáp vàng rất là đẹp đẽ và lung linh. Trong căn nhà thì lúc nào cũng đầy ắp khách đến thăm, chứng tỏ gia chủ là người thân thiện gần gũi. Và ngay thì tôi được dẫn một đoàn khách đặc biệt nhà đến thăm cả mấy lời họp mà cả dưới nhà, dưới nhà rất là đặc biệt. Cái tủ sách này là chị Hoa chị bày đấy, anh biết bày cái món này nè, phòng làm việc rồi là thăm một khu. Đây là hai cái gì anh? Chữ bày với hai cái này là hai cái lưu ly mà để trưng bày đã dành được lưu ly không phải pha lê để trưng bày cái này nặng hơn. Cái này nó cao cấp hơn thủy tinh nhưng mà lại là dưới pha lê một bậc. Đây là anh em chúng ta phải biết ơn bên ai kết nối người nhà, nhà bởi vì nếu bình thường chúng ta không thể gặp ở nhà. Không, dân dã lắm em. Và tiếp tục được anh chị dẫn sang phòng trà. Đây là một phòng thưởng trà của anh, hết sức là tinh tế. Chính là cái loại mà hôm trước anh được tặng nè. Đây. Toàn bộ trà khách tặng là mình có dùng đâu. Mới hết được một hộp. Anh phải cho một người chuyên quản lý cái loại mà được tặng này của nó bị hết đát. Em mà em còn thể nhỏ bị hết đát thì anh còn dưới nhà cũng một hộp đẹp lắm. Không, được tặng nhiều thứ ấy, xong hết đát cũng không biết. Đúng rồi. Vâng, nhiều khi không để ý đấy. Vâng, em bị thế mà. Trà thì cứ mình dùng đâu mình nhảy lấy đấy thôi. Đây là cây dương sỉ 3 năm rồi tặng này. Thì chỗ này chỉ tối tối ngồi gọi là giải trí tí thôi. Có điều nhưng có chỗ này ngồi tối cũng hay đấy. Đây ngồi. Ngồi đi ngoài trời. Cái bàn này là chuyển từ Phật Sơn về. Phật Sơn chuyên kiểu này. Và đây là phần quan trọng nhất của ngôi nhà mà được anh chị rất là tâm huyết thiết kế từ chi tiết nhỏ nhất như là phào chỉ rồi đến gỗ lụa đều được anh thiết kế đi tìm những thứ đẹp nhất trên toàn quốc về. Đặc biệt là bộ thờ gia tiên này, anh đã đến tận nơi để giao cho tôi một nhiệm vụ, đó là kèm giám sát bộ thờ vẽ vàng 24K đắp nổi kênh mông vẽ vàng một cách tỉ mỉ từng chi tiết một, và anh cảm thấy rất hài lòng. Đặc biệt anh cảm thấy tự hào khi mình đem đến với phòng thờ sản phẩm đẹp mang đậm dấu là bàn tay của người Việt, gửi chọn tâm tình của người Việt. Và người làm ra sản phẩm này đã được lựa chọn là người có tầng năng lượng tinh khiết, thuần khiết và tâm tịnh chí minh như cường. Tức là người làm bộ thờ này phải được tuyển chọn từ thân tâm trí để làm nên một bộ thờ uy nghi để anh chị thể hiện lòng thành kính với bà tổ tiên. Và có lẽ những người giàu họ thường để ý và tập trung cho thứ đẹp nhất trên bàn thờ để thể hiện với những người đi trước, và từ đó được các cụ độ cho sức khỏe, hạnh phúc, bình an, làm ăn phát tài. Anh rất hài lòng và luôn luôn nở nụ cười khi nói về những sản phẩm mà anh đã đưa về phòng thờ cũng như là ngôi nhà của anh. Khi chúng tôi đến thăm, anh chia sẻ rất nhiệt tình về cách mà anh làm, đúng như cách làm một việc là cách anh làm mọi việc. Đấy, trên bàn thờ anh luôn có những thứ đồ thắp hương thể hiện được văn hóa Việt,
thể hiện được sản phẩm dịch vụ mà anh cung cấp. Có nghĩa là trong cuộc sống, nhà mình có thứ gì mình đem đến với các cụ thứ đó. Đây, như chị thấy đấy, như trà gafo loại nào mới nhất ra là anh đều dâng lên ban thờ để báo với các cụ gia tiên. Nên các anh chị dùng trà gafo có cảm giác thanh tịnh, bình an.